Kính thưa quý vị, người đoạt giải Hoa Khôi xứ Nam Kỳ năm nay đó chính là thí sinh. Kể từ bây giờ, mật danh mới của con là C302. Hôm nay tôi mời tất cả mọi người tới đây để chúng ta cùng chung tay góp sức ủng hộ cho cách mạng. Hà Bắc Lâm còn hơn bỏ sót. Nghe lệnh của tôi không?